Tình hình như thế nào rồi? À, mà muốn chết rồi nè. Ngủ ở đây. Cố lên nhớ gấu trúc của tao. Tuần sau là gặp nhà xuất bản rồi. Anh ơi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ baby của anh lắm nè. Giờ mình đi xếp hình nhá. Thank you.